Xin kính chào các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Pi Network. Nội dung hôm nay chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất về Pi Network. Nhưng trước tiên, người sáng lập kênh xin quý vị một lượt đăng ký kênh để ủng hộ và đón xem video tiếp theo. Kính thưa các bạn, nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam đã nhận ra tiềm năng của công nghệ blockchain trên chuỗi khối và tìm cách áp dụng vào các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, vận tải, logistics, y tế, giáo dục, vân vân đặc biệt là dự án P Network đã gây ra nhiều tranh cãi tại Việt Nam. Đến thời điểm này, nhiều chuyên gia kinh tế còn hiểu mơ hồ P Network không có ứng dụng công nghệ blockchain. Tôi thì nó thẳng ra là nó cũng chẳng khác gì cái trò chơi đánh bạc online. Nó thật với bạn là như vậy. Nhưng khi người ta đặt ra một cái thứ đấy chẳng qua là những người tham, người ta đặt tiền vào đúng không? Thế rồi sau đó là các anh cảm thấy là anh tham gia anh ở cũng làm ra vẻ ta đấy cũng là đầu tư nhưng thực ra nó như là một cái game nhưng mà ta đoán rồi ta đặt ta nhiên rồi ta đọc và thấy nữa có lãi thì ta cảm thấy à thế là ta là người chiến thắng và ta có thêm được một ít lãi thế nhưng mà cái vấn đề ở chỗ là cái cái lãi đó thì nó thật với bạn là nếu như, thậm chí có những người mà bây giờ là cứ nói là có lãi có rút được tiền đâu là vì các cái vấn đề về pháp lý nhưng nhờ chính sách ngày càng thuận lợi và mức độ quan tâm của doanh nghiệp ngày càng tăng thị trường blockchain Việt Nam dự báo tiếp tục tích cực tuy nhiên sân chơi lớn này vẫn cần có sự định hướng và dẫn dắt về thực trạng blockchain trên Việt Nam từ sự phát triển nhanh chóng blockchain chuỗi khối được ví như sổ cái kỹ thuật số giúp truyền tải dữ liệu và bảo mật thông tin an toàn tuyệt đối đang chứng minh là một trong những trụ cột về công nghệ của tương lai công nghệ blockchain được ứng dụng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống từ lĩnh vực truyền thông và viễn thông sản xuất vận tải và logistics tài chính ngân hàng đến lĩnh vực bán lẻ thương mại điện tử du lịch y tế giáo dục cũng như hỗ trợ quản lý quốc gia trước làn sóng bùng nổ của công nghệ toàn cầu cùng sự nhạy bén nắm bắt xu hướng mới, ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt cung cấp nền tảng ứng dụng blockchain. Tại vì cái blockchain nó mang lại một cái tính minh bạch cũng như là tính tưởng minh, nên là thành ra là toàn bộ những cái gì mà xử lý ở trên on trên thì nó sẽ đều được công khai và minh bạch, nên thành ra là được áp dụng trong rất nhiều các cái case khác nhau. Ví dụ như là kể cả trong việc là xử lý việc và voting hay là về, về xử lý về truy xuất nguồn gốc Blockchain có thể là áp dụng đến nhiều ngành nghề khác nhau, không những là tài chính. Ngược lại thì có lẽ lại, lại có rất là nhiều cái lĩnh vực khác để cho người ta áp dụng. Ví dụ như là kể cả là bất động sản quản lý các cái sổ đỏ, rồi là bên giáo dục về quản lý về các cái dữ liệu của học sinh. Nền tảng AK trên do FPT phát triển đã rút ngắn thời gian triển khai các nghiệp vụ như định danh khách hàng điện tử, chấm điểm tín dụng, chương trình khách hàng thân thiết và truy xuất nguồn gốc, giúp các doanh nghiệp giảm chi phí, tăng hiệu quả vận hành đẩy mạnh tính bảo mật và minh bạch thông tin, tạo ra các mô hình kinh doanh mới mà trước đây chưa có. Hiện tại, ngân hàng BIDV tiên phong ứng dụng blockchain trong tài trợ thương mại, trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên ứng dụng thành công công nghệ blockchain trong giao dịch phát hành thư tín dụng, tới một ngân hàng thông báo ngoài hệ thống. Mobile Banking, VPBank, Vietcombank, vân vân, đã công bố ứng dụng blockchain trong giao dịch tài chính. Viettel ứng dụng vào hồ sơ bệnh án điện tử, Misa phát triển hóa đơn điện tử. Một số doanh nghiệp khác Ứng dụng thành công blockchain vào kinh doanh như Masan Group, Bảo Việt, AIA, vân vân. Theo Hiệp hội Blockchain Việt Nam, trong số top 200 công ty, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dựa trên công nghệ blockchain có 7 doanh nghiệp do người Việt Nam thành lập. Việt Nam cũng là một trong năm quốc gia đi đầu về blockchain, hiện có khoảng 10 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo người Việt Nam trong lĩnh vực blockchain có vốn hóa trên 100 triệu đô la Mỹ. Blockchain cuối cùng nó cũng là một phần của cái công cuộc chuyển đổi số mà thôi. Đấy, thì nó cũng không đi ra ngoài cái phát triển chung của của uh, thị trường và của xã hội theo báo cáo của market sand market, thị trường thiết bị liên quan đến blockchain tại việt nam dự kiến đạt giá trị gần 2,5 tỷ đô la mỹ vào năm 2026 tăng gấp 5 lần quy mô so với năm 2021 trong cuộc khảo sát của finder năm 2021 đối với 42.000 người trên 27 quốc gia việt nam vượt 26 quốc gia để dẫn đầu về tỷ lệ người dùng tiền mã hóa finder chỉ ra tỷ lệ sử dụng tiền mã hóa trong số những người được hỏi tại Việt Nam là 41%, trong đó số lượng người đã mua Bitcoin là 20%. Trong khi đó, tỷ lệ sử dụng tiền mã hóa ở Indonesia 30%, Ấn Độ 30%, Malaysia 29%, Philippines 28%, Hàn Quốc 23%, Singapore 19%. Anh và Mỹ là hai quốc gia có tỷ lệ sử dụng tiền mã hóa thấp nhất bảng khảo sát, tương ứng con số 8 và 9%. Còn trong báo cáo hồi tháng 6 năm 2021 của Coi Telegraph, Việt Nam đứng thứ 13 trên thế giới về tỷ lệ đầu tư Bitcoin trong năm 2020. Đây là số liệu cũ, nếu theo số liệu mới, có mặt thêm P-Network, chắc chắn chúng ta không dừng ở con số 41%. Quỹ đầu tư công nghệ cao Alpha Moon Capital có quy mô quản lý 10 triệu đô la Mỹ dành riêng cho các dự án blockchain tại Việt Nam đã ra mắt năm 2021. Quỹ này sẽ tìm kiếm và hỗ trợ những dự án start-up trong lĩnh vực blockchain fintech và tài chính phi tập trung tại Việt Nam để đầu tư giai đoạn đầu. Alpha Moon Capital đã đầu tư vào hơn 20 dự án, trong đó có nhiều dự án game phi đầy triển vọng của Việt Nam như Hero và Empire, Heroverse, Warina, vân vân và các dự án nền tảng NFT, tức là tài sản không thể thay thế đầy tham vọng như DNFT. Tập đoàn Nextech cũng công bố quỹ Next 100 block trên quy mô 50 triệu đô la Mỹ đầu tư vốn cổ phần và tài sản số giai đoạn sớm của startup blockchain. Quỹ này đã rót 500.000 đô la Mỹ vào Startup Enrec đến từ châu Âu. Hiện có khoảng 10 Startup, tức là doanh nghiệp khởi nghiệp của người Việt Nam trong lĩnh vực blockchain có vốn hóa trên 100 triệu đô la Mỹ. Riêng kỳ lân công nghệ Kiber Network đã nhận được 52 triệu đô la Mỹ từ hơn 21.000 nhà đầu tư lớn nhỏ tại hơn 100 quốc gia trong chiến dịch gọi vốn. Thị trường blockchain Việt Nam được dự đoán tăng trưởng hai con số giai đoạn 2023 đến 2027. Hãng nghiên cứu thị trường toàn cầu Techside Research đánh giá Nhu cầu ngày càng tăng với mạng 5G từ các ngành công nghiệp chính của đất nước, bao gồm chăm sóc sức khỏe, năng lượng, giao thông vận tải và sản xuất, cũng được yêu cầu để phát triển thành phố thông minh, dự kiến thúc đẩy tăng trưởng thị trường blockchain Việt Nam trong 5 năm tới. Tuy nhiên, nhận thức về công nghệ blockchain ở Việt Nam vẫn chưa toàn diện. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhìn nhận blockchain chỉ như hoạt động kinh doanh tiền ảo, chỉ để phục vụ các dịch vụ trong lĩnh vực tài chính, đầu tư, đầu cơ là chủ yếu mà không thấy rằng blockchain có ứng dụng rất rộng rãi trong thương mại, quản trị doanh nghiệp hay hoạt động sản xuất, hoặc cho rằng đây là công nghệ rất cao siêu, hiện đại, khó với tới, chưa nhìn nhận công nghệ này ở góc độ gần gũi hơn với đời sống. Hiện tại, blockchain ứng dụng chủ yếu trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là tài sản số, tiền số. Ngoài một vài dự án Crater, tiền mã hóa và blockchain Việt Nam nổi bật như Ace Infinity, Coi 98, Kiber Network, Tomochain, các đia trên, vân vân. Thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này thì phần lớn các ứng dụng blockchain tại thị trường Việt Nam vẫn chưa đạt được thành công nổi bật. Những tiềm năng ứng dụng khác của công nghệ blockchain như truy xuất nguồn gốc trong nông nghiệp, logistics, y tế, giáo dục, vân vân, chưa được ứng dụng nhiều. Một trong những thử thách hàng đầu với doanh nghiệp và các start startup công nghệ blockchain là chi phí và nhân lực. Để xây dựng một app ứng dụng blockchain thì chi phí rất lớn, gấp 4 đến 5 lần bình thường. Việc tìm kiếm lực lượng kỹ sư blockchain hai lập trình viên blockchain đang gặp nhiều khó khăn. Hành lang pháp lý về blockchain chưa đầy đủ, nên không ít công ty khởi nghiệp trong nước đã chọn giải pháp đặt văn phòng đại diện tại các nước đã có nền tảng pháp lý rõ ràng hơn để thuận tiện hoạt động, đặc biệt là gọi vốn dễ dàng hơn. Điều này gây chảy máu chất xám, thất thoát ngoại tệ, đồng thời tạo cơ hội cho những đối tượng lừa đảo trục lợi. Thực ra cái luật liên quan nhất là cái luật mà không được trao đổi mua bán vật phẩm ở trong game cái bọn em nếu mà nếu mà tính ra thì sẽ vi phạm cái cái luật đó mặc dù mình không gọi là chính thức phát hành ở Việt Nam theo các chuyên gia khác với Việt Nam Singapore có một cơ chế đặc thù họ tách bạch rõ việc đăng ký kinh doanh nộp thuế với khu vực hoạt động của doanh nghiệp là người ta tách bạch ra giữa cái việc là đăng ký kinh doanh tại đó và kinh doanh tại đó hai cái rất tách bạch nhau à, họ cho phép một cái doanh nghiệp blockchain có thể mở sàn mở các cái hoạt động tại mở các cái văn phòng đại diện uh, trụ sở chính tại Singapore nhưng có thể một số hoạt động không được hoạt động tại Singapore mà có thể hoạt động ở các nơi ở các quốc gia khác mà được phép sau đây là những vấn đề cần quan tâm một là cần nâng cao nhận thức của doanh nghiệp đơn vị tổ chức và cộng đồng về sự phát triển của công nghệ blockchain và các lĩnh vực ứng dụng của công nghệ này trong nhận thức cần tách bạch giữa vấn đề ứng dụng công nghệ blockchain và tiền mã hóa tránh những sai lệch khi truyền thông đến người dùng cũng như ảnh hưởng không tốt tới việc ứng dụng nền tảng blockchain tăng cường tổ chức các buổi tọa đàm hội thảo nhằm giúp các tổ chức đơn vị doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện về xu thế phát triển của công nghệ blockchain hiện tại và tương lai tiếp cận và triển khai ứng dụng công nghệ để tối ưu kinh doanh và vận hành tổ chức doanh nghiệp đồng thời giúp các đơn vị cung cấp các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực này tiếp cận thị trường phát huy vai trò của hiệp hội blockchain việt nam trong việc góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng và tham mưu tư vấn xây dựng các hành lang pháp lý, các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong việc ứng dụng phát triển các sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng công nghệ blockchain. Tích cực chia sẻ những kiến thức mang tính quy củ về blockchain, đồng thời đưa ra những cảnh báo về những rủi ro, thách thức từ thực tế triển khai của các doanh nghiệp tiên phong hoặc từ góc nhìn đa chiều của các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước. Hai là khẩn trương xây dựng khung pháp lý cho nghiên cứu và ứng dụng công nghệ blockchain. Hiện tại Bộ Khoa học và Công nghệ đang tập trung chỉ đạo giả soát, hoàn thiện hành lang pháp lý cho nghiên cứu, ứng dụng công nghệ blockchain, đồng thời xem xét, ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ blockchain. Bộ Tài chính bước đầu triển khai nghiên cứu về tiền ảo, tài sản ảo để đưa ra những đề xuất đối với vấn đề quản lý, giám sát các hoạt động liên quan đến tài sản mã hóa trong thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng tôi sẽ giả soát hoàn thiện hành lang pháp lý của ngành khoa công nghệ để tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ blockchain tại Việt Nam, chúng tôi cũng xem xét ưu tiên nguồn lực cho các hoặc nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ blockchain. Việc ra đời một cái hiệp hội thì chúng tôi hy vọng đây là một cái cầu nối giữa các cơ quan quản lý tập hợp được một cái lực lượng về tiếng nói lắng nghe được một cái chính xác nhất cũng như là diễn giải các cái định hướng quản lý trong một cái ngành nghề uh, gọi là ứng dụng công nghệ. Thứ ba. Nhà nước cần khuyến khích, ủng hộ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ blockchain, thành lập cơ sở đào tạo, cấp chứng chỉ về blockchain để bước đầu tạo ra hệ sinh thái cho công nghệ này, hỗ trợ phát triển ứng dụng công nghệ blockchain trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Trong đó ưu tiên triển khai chính sách thí điểm cho một số doanh nghiệp, triển khai dự án blockchain khả thi, mang lại lợi ích cho xã hội rõ rệt. Các doanh nghiệp blockchain cần xây dựng nền tảng ứng dụng công nghệ này một cách bài bản, đầu tư nghiêm túc, xác định tạo giá trị và mang lại giá trị nhiều hơn cho người sử dụng giải quyết được các nhu cầu bức thiết của cuộc sống để đạt hiệu quả cao thay vì chạy đua theo trò lưu hay chỉ gắn mác blockchain để gọi vốn thứ tư phát triển cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực cho các ứng dụng công nghệ blockchain việc chuẩn bị tốt về cơ sở hạ tầng là cơ sở để cơ quan đơn vị doanh nghiệp bắt đầu áp dụng hợp đồng thông minh minh bạch hóa quá trình quản lý và bảo mật thông tin khi sử dụng blockchain nâng cao năng lực cơ sở hạ tầng kết nối sẽ tăng hiệu quả công việc nhờ tốc độ xử lý được nâng cao nếu cơ sở hạ tầng không đảm bảo đồng nghĩa với thời gian chạy dữ liệu chậm lại, dẫn đến hiệu quả sẽ ngược lại. Như vậy, công nghệ blockchain càng ngày cho thấy lợi ích nhiều mặt của nó, thị trường blockchain Việt Nam ngày càng trở nên sôi động, góp phần xây dựng, phát triển nền kinh tế số. Để thị trường công nghệ blockchain phát triển đúng hướng, lành mạnh, phát huy được tiềm năng, cần nâng cao nhận thức, bổ sung các cơ chế, chính sách, thúc đẩy và nâng cao năng lực của các doanh nghiệp công nghệ, phát triển cơ sở hạ tầng cũng như chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó, nguồn lực con người vẫn là yếu tố cơ bản bảo đảm cho sự phát triển nhanh và bền vững